Hôm nay mình lại có những cái muốn nói chuyện vậy thôi. Vì hôm nay giống như là cái cảm giác mà tổng kết cuối năm của một ngày trong tháng 12 của 2022. Mình cũng làm nhiều cái video lắm, nhưng mà làm biếng post. Mình nghĩ lại bữa mới clean cái laptop, có nhiều cái cũng cool lắm, nhiều cái cũng rất là fun. Mà mình nên nói cái lúc đó hơn là mình để dành lại sau. Cho nên nếu cái này nó vlog này là thật sự nó mo cho mình, chứ nó cũng không cần phải phải gọi là câu like hay gì hết. Cuộc sống mà, càng về sau bạn càng thấy những cái nó hay. Mình thì bây giờ là mình sống ở Việt Nam rồi nè, Việt Nam một thời gian cũng ngắn thôi, làm cho công ty cũng ok, nói chung là cuộc sống cũng fun, đi chơi enjoy view triệu đô, đi dọc hết bờ biển của Việt Nam tới Nha Trang đi rất là nhiều, đi ra Bắc đi cũng đây đó, rồi ở bên Canada mình cũng đi kha khá. Cái tỉnh bang của mình là mình đi cũng gọi là cũng hơi nhiều lần á, là mình đi chơi rất nhiều trong cái tỉnh bang của mình rồi đi qua tỉnh bang khác. Thì hôm nay mình gặp một người bạn này thì làm về bên y tế, tại vì nói chuyện về về Mỹ thì nghe xong đúng là cũng hơi nhức đầu. Vì cái cách mà người ta nhìn về Mỹ nó khác lắm. Ngồi nói chuyện về Mỹ, về Canada, về những chuyện trên trời dưới đất thấy cũng vui. Nhưng mà mỗi cái quan điểm của mỗi người, mỗi mỗi công việc, mỗi cái nó rất là khác. Nhưng mà có những người người ta rất là, không phải rất là, nhưng mà cái point of view của họ là cái cách họ suy nghĩ hơi tiêu cực. Giống như là khi mà mình nói về Canada đi, một ai đó hỏi về mình Canada thì cái điều đầu tiên mình nói là mình rất là tự hào về Canada, nó rất là sạch sẽ, nó rất là thưa thớt và nó yên bình. Cái Canada không phải thành phố nào cũng yên bình đâu nha. Nếu bạn đi Toronto, bạn sống ở Vancouver thì for sure nó cũng rất là bận rộn, cái cuộc sống rất là tấp nập, tại vì nó là cái thành phố finance. Như Vancouver nhà cũng triệu đô, even những cái người mình biết là người ta income rất high income mà người ta cũng suffer để người ta mua nhà đó. Cho nên là ở đâu cũng sẽ có cái khó khăn của nó. Nhưng mà Canada thì Vancouver là một trong những thành phố rất là đa dạng. Nhưng mà người Canada bản xứ mà người ta có cái khả năng, người ta lại thích sống ở ở Victoria. Victoria là nó gần Vancouver. Nó mọi người Mỹ trắng, nó rất là sạch sẽ và nó cũng rất là high end, và cái thời tiết thì nó đẹp hơn nhiều. Cái đẹp của Canada nó khác lắm. Có thể là mình chưa được nhìn thấy open eye ở Mỹ, cho nên là cái Mỹ mình biết rất là ít, cho nên mình khi mà một thứ mà bạn biết quá ít thì bạn không thể nào cho người khác một cái nhận xét toàn diện được. Nhưng mà bạn sẽ cho người khác thấy được những cái nào mà bạn so sánh. Giống như là mình nói chuyện với bạn mình lại ở Canada đi, bạn mình nói là ồ, qua chỗ này chỗ khác nó rất là stress, thế này thế khác. Đúng, giống như cái traffic ở Mỹ, cái cuộc sống giống như đặc biệt là California, nó quá đông người. Cái tỉnh bang California không cộng lại đã ôm bằng tổng cộng cái dân số của Canada, thì tưởng tượng thử coi là cái traffic nó khủng khiếp như thế nào. Một cái ví dụ điển hình đó là mình vô sân bay LAX, là mình đi được tới sân bay LAX rồi, mình đi buổi tối nha chứ không phải ban ngày đâu, tức là cái giờ cũng off hour rồi, cũng 7-8 giờ, đâu 8 giờ mấy rồi mà mình vô được tới cái thấy cái chữ chuẩn bị SSU LAX mà vô được tới để mà drop người là 45 phút. Trời, gọi là những cái lần mà bạn cần phải đi restroom thì nó là nightmare, tại vì nó đông khủng khiếp, nó đông không biết người đâu ra mà nhiều dễ sợ luôn á. Còn ở bên Canada như 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 mình chọn là mình ở cái khu rất là gần sân bay, impossible để mà find nó anywhere ở một nơi nào đó nữa. Ở Bắc Mỹ mình nghĩ là ra sân bay mà tiện mà international, giống như nhà mình bên kia mình đi đi sân bay
đi thẳng ra chỉ có 7 phút thôi. Bao nhiêu mile nha? Chắc maybe 2, 3 mile. Mà vẫn là off cái area, chứ không phải nó ồn theo kiểu là bạn nghĩ là gần sân bay nó ồn đâu nha, không có đâu. Cái khu nó vẫn rất là yên an yên. Nhưng mà bên này là nó đông khủng khiếp. Bù lại bạn sẽ thấy được cái sự đa dạng, cái con người ở đây người ta nhanh nhẹn hơn, người ta compete hơn. Và cái mentality của người Mỹ nó sẽ rất là khác so với những người Canada. Mình không dám nói mình rất 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 Canadian, nhưng mà mình ở Canada đủ lâu để mình feel được như thế nào là Canadian. Hay là mình đã deal với rất là nhiều người, mình làm ở những cái môi trường làm việc khác nhau, mình làm từ corporation, mình làm cho công ty dầu khí. Sau đó mình chuyển qua mình làm startup cho mình. Và làm startup trước giờ mình cũng chỉ làm với Mỹ trắng thôi. Mình làm với lại người người trắng là nhiều. Sorry, mình có thể là feel nó lại hơi racist, nhưng mà không phải. Ý mình nói là cái cơ hội để tiếp xúc với lại cái cộng đồng của mình với lại người người mình đi rất là hiếm, rất là ít. Không phải là mình nói trong cái cách làm tốt hay không tốt, nhưng mà cái cơ hội rất là ít. Nhưng mà deal với lại người Mỹ này mình deal rất là nhiều situation, tại vì mình đã làm business rồi. Nếu mà những người có thể là mình không có kể hết cái câu chuyện, nhưng mà mình đã làm business, mình deal với rất là nhiều tình huống từ luật sư, nhân viên, khách hàng, lo sú, kiện tụng, rồi quậy tùm lum hết á. Tức là cái cơ hội mình va chạm nó cũng kha khá trong trong cái ấy. Thì mình thấy là cái người Canadian nó khác cái mentality, cái cách họ họ sống. Có thể là tại vì họ không có cái sự cạnh tranh khủng khiếp giống như bên này. Bên này là một cái sự cạnh tranh nó khủng khiếp, nó no mercy. Trong tiếng Anh nó có một cái từ rất là hay, trong thể thao cũng vậy, giống như hôm nay là cái The End of World Cup, thì cái cảm giác nó cũng có một cái là they no mercy, they only cái người winner hoặc cái người loser thôi. Thì bên bên khi bạn làm business cũng vậy, nó là no mercy, people step on bạn để mà người ta đi. Còn khi mà business thì bạn phải make sure bạn know how to step on people, tại vì nó the same với lại những cái loophole, những cái khi mà bạn làm về thế này thế khác. Do it nhưng mà the right way. Giống như là ở đây khi mà trong những người trong ngành ta cũng nói, nhiều khi bạn bạn trốn thuế, nhưng mà bạn trốn thuế hợp pháp hay là bạn lách luật mà lách luật hợp pháp, tất cả mọi thứ mình làm đều phải hợp pháp, nhưng mà lúc nào nó cũng có những cái trick ấy đó để mà bạn làm được điều đó. Tới ngày hôm nay là mình ở Mỹ hơn một năm rồi. Ở thật sự nha, trước đây business đi công tác đi này nọ qua Mỹ thì nhiều lần rồi, qua Mỹ thì chắc cũng phải mấy chục lần. Nhưng mà thật sự ở để mà biết được cái sự cạnh tranh nó khủng khiếp như thế nào thì bạn phải thật sự ở. Tại ngày xưa khi mà mình làm cho oil gas, mà khi mình bay qua đây chơi nữa, mình đi trên máy bay, cái người đó hồi xưa cũng làm cho một công ty oil gas ở đâu off LA, và khi mà kể về benefit thì là cái cuộc sống, thì người ta nói người Canada so relax, người Mỹ người ta không có cái luxury đó. Giống như Canada đi, người ta nghỉ monthly, người ta nghỉ sinh em bé nghỉ năm năm có lương nha, mình đang nói là có lương chứ không phải là nghỉ nghỉ theo kiểu ấy đâu. Còn ở đây bạn nghỉ 4 tuần hay là 6 tuần gì đó là phải lo đi làm lại, tại vì nếu không mất chó thì cái cuộc sống nó khắc nghiệt hơn. Nó cũng có cái tốt đó, tại vì cái con người đấy nó alert đó. Cái cách người ta driving ở đây cũng vậy, nó rất là alert, người ta rất là rush nhưng mà they know what they're doing. Còn bên thành phố của mình đó là nó rất là relax, ta all the time accident trên highway, không hiểu tại sao xảy ra được mà nó xảy ra all the time. Còn ở đây nó rất là gấp, nhưng mà cái cơ hội, cái xác suất để mà accident nó ít hơn rất là nhiều, tại vì người ta always trong cái tình thế là alert, người ta phải phải tập trung á. Thì không có gì là hoàn hảo. Excuse me, xin lỗi các bạn. Không có gì là hoàn hảo. Nó cũng không có gì là tốt hơn hết á. Cái quan trọng là bạn muốn gì. Bạn thích người nó như thế nào. Thì tới ngày hôm nay cũng vậy. Cái ngày xưa khi mà mình ngồi, ngày mình mở tiệm, hay là cái ngày mà mình nghĩ là mình ra trường chẳng hạn, cái lúc đó mình nghĩ là ồ,
cái mà bạn cần, cái hành trang mà mình nghĩ là bạn cần mang theo tất cả một nơi, đó là cái sự thích nghi, cái open minded, cái lúc nào nó start. Tiếng Việt mình có một cái câu rất là hay, vạn sự khởi đầu nan. Khi mà những cái giai đoạn đầu tiên á, bạn start lúc nào nó cũng sẽ khó, nhưng mà càng đi á, bạn sẽ thấy cái con đường nó mở. Cái bạn phải chấp nhận, bạn cởi mở, cái mà bạn chấp nhận là bạn phải dám làm nữa. Cái quan trọng nữa là cái mentality của mình là mình phải dám làm, mình phải làm work hard on people, tại vì mình tới sâu hơn người ta. Tất cả mọi thứ thì mình nghĩ là at the end nó reward, tức là nó xứng đáng. Bạn ở đâu cũng vậy, nếu mà thật sự một cái moment nào đó mà bạn nghĩ là nó khó quá, thì thật sự là bạn nên nhớ là ai cũng phải trải qua những cái giai đoạn khó đó, thì họ mới dễ được. Không có những thứ mà đùng cái là dễ dàng đâu. Bạn mong những thứ dễ thì người khác cũng đã lấy hết rồi. Cho nên là bạn cứ từ từ. Nhưng mà bạn phải keep up, tức là nếu mà bạn không keep up, bạn dễ nản lắm. Mình thấy cái cuộc sống ở đâu, tại vì lý do tại sao mình nói cái này, tại vì nếu mà nói về cái kinh nghiệm, mình không dám nói mình biết quá nhiều, nhưng mà mình thay đổi rất là nhiều môi trường rồi và mình start lại rồi, nó không có dễ đâu, nhưng mà nó all worth it at the end. Tức là sau cái giai đoạn khó rồi thì bạn thấy mọi thứ nó cởi mở hơn rất là nhiều, nó dễ dàng hơn rất là nhiều và nó phân hướng rất là nhiều. Ừ. Thì ngày hôm nay cao hứng thôi, đi chơi về cao hứng cho nên là nói chuyện về cuộc đời, nói chuyện về có thể là không đâu vô đâu hết á. Nhưng mà túm lại cái ý của mình á là không có gì gọi là hoàn hảo, khởi đầu lúc nào cũng khó, nhưng mà bạn có thể làm được nếu mà bạn tin. Với lại là cái sự thích nghi của bạn rất là quan trọng, cái thích nghi, cái open minded, cái sẵn sàng để mà thay đổi. Tại vì mình đừng có bao giờ mình chăm bẵm vô một thứ, một con đường hay là một cái gì đó hết á, tại vì nó có thể thay đổi nhanh lắm. Nhưng mà mọi thứ nếu mà bạn cứ cố gắng, bạn giữ vững cái lập trường của bạn thì nó sẽ dẫn bạn tới cái nơi mà bạn muốn tới. Ok, cảm ơn các bạn. Cái này là mình quyết định mình support cái này, tại vì mình có quá nhiều clip mình làm đủ thứ á, cũng fun lắm lúc đó, nhưng mà rồi cuối cùng lại giữ lại không chịu post. Mà không chịu post rồi á thì nó thành ra là đồ cũ, mà đồ cũ cuối cùng là cũng không bao giờ có cơ hội để sử dụng, cho nên thôi post cho vui. Có thể không phải là đẹp nhất về cái angle hay là cái nắng hay là cái góc, nhưng mà just be real vậy thôi. Ok, chúc các bạn một tuần mới thật là vui vẻ, mọi thứ đều good. Talk to you later. Bye.